Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất trên kênh Góc Cảnh Giác. Trên mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin một đại gia đình ở Tây Ninh trúng số hơn 34 tỷ đồng, có 7 người chia nhau giải thưởng này. Mới đây, chính người trong cuộc đã lên tiếng xác nhận và kể lại hành trình trúng số đầy bất ngờ. Theo đó, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về việc một đại gia đình trúng số, kèm theo là hình ảnh của một người phụ nữ chụp với cọc vé số trúng thưởng dày cộp cùng hàng tỷ đồng tiền thưởng. Clip cả gia đình vui mừng bên cạnh số tiền lớn vừa được trúng thưởng cũng được nhiều người lan tỏa. Ngay sau đó, các bài viết nói về sự việc nói trên đã nhận về lượt tương tác cao từ phía cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước số tiền trúng số khủng, nhiều người cũng xin vía để có được may mắn giống như vậy. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của thông tin này. Trước những đồn đoán, chị Lê Thị Kim Thanh, 39 tuổi, người được cho là chủ nhân của giải thưởng cho biết, những thông tin được mạng chia sẻ nói trên là đúng sự thật. Chị cũng là chủ đại lý vé số có tiếng ở Hòa Thành, Tây Ninh. Chị Thanh xác nhận mình trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt mỗi tờ 2 tỷ đồng, 126 tờ trúng giải an ủi 50 triệu đồng, ngày mở thưởng 28 tháng 2. Sau khi trừ thuế, tổng số tiền chị nhận được là 31 tỷ 10 triệu đồng và được chia cho 7 thành viên trong gia đình. Chủ nhân của những tờ vé số trúng thưởng cũng cho biết, sau nhiều ngày nhận được tin mừng, hiện tâm trạng của gia đình vô cùng vui vẻ, phấn khởi. Nhiều số lạ liên tục gọi điện thoại cho chị để xin may mắn, cũng có người hỏi mua vé số để lấy lộc. Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Hà Nội khi một người đàn ông ở quận Hoàn Kiếm do sơ ý đã mang chiếc túi cũ chứa hơn 1 tỷ đồng bỏ nhầm vào thùng rác gần nhà. Thật may mắn, sau đó lực lượng công an và môi trường đã vào cuộc truy tìm được số tiền này và trao lại cho chủ sở hữu. Theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, ngày 28 tháng 2, ông H trú ở phường Hàng Bài đã ra ngân hàng rút 1,17 tỷ đồng tiền tiết kiệm về để lo công việc. Được biết, số tiền này ông H để trong một chiếc túi cũ. Khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, trong quá trình đi vứt rác, do sơ ý nên ông H đã mang túi tiền bỏ vào thùng rác ở gần nhà. Sau khi phát hiện sự việc, ông đến Công an phường Hàng Bài trình báo nhờ giúp đỡ tìm túi tiền chứa hơn 1 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an phường Hàng Bài đã liên hệ với nhân viên thu gom rác thuộc chi nhánh quận Hoàn Kiếm. Lực lượng công an cũng phân công cán bộ cùng thành viên trong gia đình tới bãi thu gom rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để rà soát tìm kiếm ngay trong đêm. Các cán bộ công an phường phối hợp cùng tổ dân phố, người dân sinh sống quanh khu vực và gia đình rà soát toàn bộ các camera an ninh, xe rác, thùng rác được thu gom trên toàn địa bàn phường Hàng Bài. May mắn, sau 2 giờ tìm kiếm, túi tiền chứa hơn 1 tỷ đồng của ông H đã được tìm thấy trong một thùng rác tập kết trước cửa nhà số 48 Hàng Bài. Đại diện nhân viên công ty môi trường đô thị đã mang số tiền nói trên tới trụ sở công an phường Hàng Bài để trao trả lại cho gia đình ông H. Công an phường Hàng Bài đã lập biên bản giao nhận giữa hai bên. Sau khi kiểm đếm, gia đình ông H xác nhận đã nhận đủ số tiền bị thất lạc. Cũng tại Hà Nội, một người phụ nữ thu mua phế liệu đã nhặt được số tiền 105.000 đô la Mỹ, nhưng tưởng là tiền âm phủ nên để chỏng chơi trên xe đạp. Cho tới khi thấy cán bộ công an phường Hàng Gai đến nơi ở trọ tìm mình, người này đã rất nhanh chóng bàn giao lại số tiền trên. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2 năm 2024, công an phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã nhận được trình báo của anh TVH, 34 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn thể hiện, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra Hàng Bông, phường Hàng Gai để mua quà làm kỷ niệm và chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, anh H có cầm theo một túi tiền, bên trong có chứa 105.000 đô la Mỹ và để ở bên cạnh ghế ngồi. Khi mua hàng ở phố Hàng Bông xong, anh H tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau thì tá hỏa khi phát hiện túi tiền đã bị mất. Người đàn ông nói trên đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm và sau đó đã đến công an phường trình báo nhờ sự giúp đỡ. Sau đó, tổ cảnh sát hình sự phường Hàng Gai đã khẩn trương rà soát toàn bộ camera dọc tuyến anh H đi qua. Qua đó xác định, lúc xuống khỏi xe taxi, người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Số tiền lớn lại không rõ lai lịch người đã nhặt được, nên ngay trong tối 29 tháng 2,
chỉ huy công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng, trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ, nhưng cũng không có kết quả. Sáng ngày 1 tháng 3 năm 2024, cán bộ chiến sĩ công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích của người phụ nữ. Cho đến 11 giờ ngày 1 tháng 3, công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực ga Hà Nội nên đã tổ chức rà soát. Quá trình truy tìm các nhà trọ quanh ga Hà Nội, cuối cùng xác định người phụ nữ là chị NTM, 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu. Khi thấy cán bộ công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, chị M càng bất ngờ hơn. Vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là tiền âm phủ nên vẫn để chỏng trơ ở xe đạp. Chị M cũng đã bàn giao lại cho công an phường Hàng Gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện. Nhận lại được tiền, anh Hát rất xúc động và cảm kích trước sự nhiệt tình tận tụy hết mình của cán bộ chiến sĩ công an phường, cũng như sự tử tế chất phác của chị M. Thưa quý vị, sau hàng loạt các clip livestream gây ồn ào trên mạng xã hội, Hoa Khôi Nam Em vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì vi phạm cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3, phía Sở phối hợp cùng với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của cô. Trước đó, Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz. Bên cạnh đó, Nam Em còn có phát ngôn nhắc đến Bác Hồ trong một buổi livestream. Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của Nam Em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nam Em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại Nghị định số 15 năm 2020 NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó, thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Nam Em chấp hành đúng quy định tại quyết định số 874 của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên trang mạng xã hội và quyết định số 3196 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021 về ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù và bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa có đủ cơ sở để nhận định hành vi của bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã đăng nhiều nội dung xúc phạm, sai sự thật, những thông tin bí mật, riêng tư, gây ảnh hưởng đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và Công ty Cổ phần Đại Nam. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe. Cáo trạng mà Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp, thành tích tốt. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù, bị cáo Trần Văn Sĩ bị tuyên 2 năm tù cùng về tội danh nói trên. Theo bản án, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, bị cáo Trần Văn Sĩ là luật sư đã sử dụng tài khoản YouTube mang tên Luật sư Trần Văn Sĩ, và bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube và Facebook có tên Nhà báo Hàn Ni,
tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung bịa đặt, thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Hai bị cáo đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống của bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, cũng là chồng bà Hằng, trái với quy định của pháp luật. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, ngày 1 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Nhật Phương, 47 tuổi, La Trần Thế Ngọc, 43 tuổi, Nguyễn Thanh Khải, 47 tuổi và Chế Thanh Tú, 36 tuổi, cùng ngụ thành phố Cao Lãnh về hành vi đánh bạc. Trước đó, 4 bị can nói trên đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến năm 2024, 4 bị can nói trên đã móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người. Sau đó, bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến và nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá. Mỗi trận bóng đá, các đối tượng cá cược từ 1 đến 20 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú và Khải, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng. Đối với vụ án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 bị can và ra thông báo tìm người có liên quan trong vụ án này. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc bắt giữ đối tượng ngáo đá, cầm hung khí khống chế học sinh trong trường mầm non Tuổi Thần Tiên, phường 5, thành phố Mỹ Tho, xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 3. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Bá Quân, sinh năm 1987, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 3, Công an phường 5 thành phố Mỹ Tho nhận được tin báo về việc có đối tượng cầm hung khí vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu bé. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường để triển khai các biện pháp giải cứu ba cháu bé. Các lực lượng một mặt triển khai các biện pháp an toàn cho các cháu bé đang bị khống chế, đồng thời thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành và có hành vi manh động. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế thành công, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu bé và những người xung quanh. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, ngụ ở thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Theo lực lượng công an, Quân làm nghề tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta có sử dụng ma túy tổng hợp nhưng không thường xuyên. Quân từng có vợ tại tỉnh Sóc Trăng nhưng không còn chung sống. Sau đó Quân có quen và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tại thành phố Mỹ Tho. Cả hai có con chung là một bé trai 5 tuổi. Thời điểm xảy ra vụ việc, Quân không còn sống chung với người phụ nữ nói trên. Tối ngày 29 tháng 2, Quân sử dụng ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận vào sáng ngày 1 tháng 3, do bị ảo giác cha mẹ vợ con bị sát hại nên đã dẫn con đi trốn và gây ra vụ việc nói trên. Cụ thể sáng cùng ngày, Quân dẫn theo con ruột đến tiệm tạp hóa đối diện với trường mầm non trên đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Tại đây, đối tượng lấy hung khí đang để trong tiệm tạp hóa, sau đó dẫn theo con trai và cầm hung khí đi vào trường mầm non hăm dọa, cướp điện thoại di động của cô giáo và khống chế hai em học sinh đưa vào căn phòng rộng khoảng 10 m². Trong trạng thái kích động la hét mất kiểm soát, kẻ này đã đe dọa sẽ sát hại một học sinh. Quân yêu cầu lực lượng có mặt tại hiện trường cung cấp cho đối tượng chiếc xe đạp và để bên ngoài cửa căn phòng, nơi hắn đang khống chế các học sinh. Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, khi đối tượng vừa khống chế các em học sinh và bước về hướng cửa phòng, thì đã bị lực lượng cảnh sát bất ngờ tức hung khí khống chế. Diễn biến thời gian tức hung khí khống chế đối tượng và giải cứu an toàn các cháu bé chỉ diễn ra chưa đến 3 phút. Cơ quan điều tra tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Quân đúng với quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, liên quan đến clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên đi xe máy lạng lách đạp một người phụ nữ suýt ngã trên đường phố đang gây xôn xao dư luận, Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh truy tìm danh tính hai đối tượng này. Theo đó, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an quận Long Biên và các lực lượng chức năng trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng làm rõ. Trước đó vào sáng ngày 1 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành vi của hai người, xác định bước đầu thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, điều khiển xe máy Way chưa rõ biển kiểm soát, di chuyển tại khu vực Vinhomes Long Biên, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Hai đối tượng này có hành vi bạo lực, đạp trực diện vào một người phụ nữ đang tham gia giao thông cùng chiều, sau đó bỏ chạy. Người phụ nữ loạng choạng suýt ngã. Vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng hình ảnh trong clip đăng tải đã khiến nhiều người dân bức xúc. Cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm, yêu cầu các đối tượng và gia đình vận động họ ra trình diện. Liên quan đến vụ 3 thanh niên trộm 7 lồng chim ở Hóc Môn trong 10 phút, ngày 1 tháng 3, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hai nam thanh niên cùng ngụ huyện Hóc Môn về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là hai thanh niên trong nhóm trộm 7 lồng chim cảnh tại một nhà của người dân ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn vào rạng sáng ngày 26 tháng 2, chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Hóc Môn đã truy xét, xác định được 3 nam thanh niên liên quan đến vụ việc. Công an đã mời làm việc hai thanh niên trong nhóm nói trên. Bước đầu cả hai đã khai nhận hành vi. Qua khảo sát, giá trị tài sản bị mất trộm dưới 2 triệu đồng, nên Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao hai thanh niên nói trên cho Công an xã Bà Điểm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng đã thu hồi tang vật trả lại cho bị hại. Trước đó vào ngày 26 tháng 2, ông DMC ngụ ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đã leo rào vào gia đình trộm lấy 7 lồng chim. Diễn biến sự việc được camera của gia đình ghi lại. Theo ông C, nhóm trên trộm trong khoảng 10 phút. Cụ thể, khi những người trong gia đình ông C đang ngủ, ba nam thanh niên đi trên một xe máy dừng ở trên đường. Sau đó một thanh niên leo lên rào vào nhà, lần lượt lấy trộm 5 lồng chim chuyển ra cho đồng bọn đang đợi bên ngoài. Tiếp đến, thanh niên trên leo vào sân nhà, lấy thêm 2 lồng chim khác tuồn ra ngoài cho đồng bọn. Nhóm 3 thanh niên nói trên, sau đó đã đem 7 lồng chim rời đi. Cùng ngày 26 tháng 2, ông DMH là anh trai của ông C cho biết, trong 7 lồng chim bị mất trộm, có chứa một số loài chim như chích chòe lửa, chích chòe đất, chim chào mào, chim hút mật. Theo ông H, số chim nói trên ông H đã nuôi từ khoảng 1 năm đến 3 năm nay. Có thể kẻ gian đã theo dõi từ trước để lấy trộm số lồng chim của ông. Ban quản lý chung cư mini ở số 22B, ngõ 236/17, Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vừa làm việc với các hộ dân sống trong tòa nhà để thông tin về hiện trạng các kết cấu bị xuống cấp cần có phương án gia cố. Trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22B cho biết, hai cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ, mất khả năng chịu lực. Ngoài ra, bốn cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng. So với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết một thanh dầm ra thang máy. Ngoài ra, tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế. Đại diện ban quản lý cũng cho biết, mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4 đến 5 tỷ đồng. Vẫn theo trưởng ban quản lý tòa chung cư mini số 22B, quá trình gia cố phần chịu lực của tòa nhà này cũng phải mất nhiều tháng mới hoàn thành. Trước thông tin trên, nhiều cư dân ở tòa nhà tỏ ra bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thi công xây dựng tòa nhà sai thiết kế, ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của hàng chục hộ dân. Đa số cư dân sống trong chung cư 22B cho rằng, việc thiết kế xây dựng không đảm bảo kết cấu chịu lực thì chủ đầu tư sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngày 24 tháng 2, gần 60 hộ dân sống trong chung cư mini ở số 22B đã phải di rời ra khỏi tòa nhà. Chung cư mini này có khoảng 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay. Đến thời điểm các hộ dân phải di rời, một số cột bê tông cốt thép ở tầng 1 của tòa chung cư này đã bị nứt toác. Để trợ lực cho tòa nhà, lực lượng chức năng cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng căng dây báo khu vực cấm vào để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 553 về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17, đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn, hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di rời. Quận Thanh Xuân phải quản lý hiện trường, theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội yêu cầu xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến công trình này. Sau khi khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo an toàn cho công trình và người dân sinh sống, cơ quan chủ trì giải quyết sự cố, quyết định việc đưa công trình vào sử dụng. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, các nội dung vượt thẩm quyền. Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, rà soát toàn bộ thành phố về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo theo thẩm quyền, quy định. Trước đó, theo phản ánh, tòa chung cư mini ở địa chỉ số 22B, ngõ 236 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo ghi nhận, hai cột bê tông cốt thép dưới tầng để xe của tòa nhà bị nứt toác, chạy ngang dọc từ chân lên đến trần. Để trợ lực cho tòa nhà, lực lượng chức năng đã cho gia cố thêm hệ thống giàn giáo bằng sắt, chống đỡ xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng đã căng dây báo khu vực cấm vào để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Tòa chung cư mini có 8 tầng với khoảng 60 căn hộ, được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và đưa vào sử dụng từ năm 2017 đến nay. Ngày 24 tháng 2, toàn bộ người dân sinh sống trong tòa nhà đã được di rời để đảm bảo an toàn. Những năm gần đây, trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhiều nhà ở, nhiều phòng, chung cư mini đã đua nhau mọc lên. Tuy nhiên, đa phần các tòa nhà này đều vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, sai phạm này trước hết là do cán bộ công chức và các cơ quan được giao quyền chưa làm hết trách nhiệm của mình. Trước đó, liên quan đến những vi phạm về xây dựng, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, huyện Thạch Thất cũng đã quyết định tạm đình chỉ điều hành công việc đối với ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Xã, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hòa và ông Trương Quang Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Yên. Huyện Thạch Thất cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương lập hồ sơ xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Đối với các công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy, nếu có thể khắc phục thì tạm đình chỉ đến khi nào đảm bảo các điều kiện mới được đưa vào sử dụng. Đối với công trình vi phạm không thể khắc phục thì đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện những chung cư mini vi phạm về xây dựng tại đây vẫn đang hoạt động bình thường, đã bỏ phần bạt che tầng vi phạm. Đối với tòa nhà nào đang hoàn thiện để đi vào hoạt động thì bị đình chỉ. Một số công trình đang được chủ đầu tư làm thủ tục xin thay đổi xây dựng cho xây vượt quá số tầng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cũng cho biết, hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất phê duyệt từ năm 2014 có nhiều bất cập, không phù hợp, chưa cân đối, hài hòa phát triển giữa các xã trong huyện, chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu phát triển, nhất là tại địa bàn các xã ven khu công nghệ cao Hòa Lạc. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép huyện cập nhật, đề xuất tích hợp vào quy hoạch thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô
Nội dung về định hướng tầng cao xây dựng đối với các xã trên địa bàn tối đa 9 tầng để phù hợp với định hướng phát triển thành phố phía Tây. Liên quan đến vụ việc tháo dỡ gần 150 căn nhà xây dựng trái phép tại đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo quận Bình Tân khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng xuất hiện hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép như trên. Theo lãnh đạo quận Bình Tân, trước Tết Nguyên đán năm 2024, Ủy ban Nhân dân quận đã họp hội đồng kỷ luật về xử lý các cán bộ phường Tân Tạo đã để xảy ra tình trạng người dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân có tổng thể 4 người. Trong đó, quận đã buộc cho thôi việc một địa chính phường Tân Tạo, 3 người bị kỷ luật cảnh cáo gồm nguyên phó chủ tịch phường hiện tại, một phó chủ tịch nhiệm kỳ trước bị kỷ luật khiển trách và một cán bộ bị kỷ luật khiển trách. Theo lãnh đạo quận Bình Tân, về việc xử lý vi phạm của các công trình tập trung một số khu vực, trong đó khu vực đường Hồ Văn Long khoảng tháng 10 năm ngoái thì đã xử lý cưỡng chế những công trình khác người dân đã tự tháo dỡ. Tuy nhiên, sau đó thì lại phát sinh tái lấn chiếm và tái vi phạm lại, thậm chí có vi phạm khu vực lân cận. Sau khi tháo dỡ xong, người dân đã dựng thêm chòi để vận dụng. Nhân lúc không có cán bộ thì lại gia cố thêm. Đối với những trường hợp này, quận và phường đã vận động, thời gian tới nếu không tháo dỡ sẽ có phương án xử lý buộc khắc phục. Liên quan đến những cán bộ thời kỳ trước đã để xảy ra sai phạm được xử lý thế nào, lãnh đạo quận Bình Tân cho biết những cán bộ đã ra khỏi ngành từ 5-6 năm về trước thì không xử lý hành chính. Nhưng cơ quan điều tra đã vào cuộc, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý đúng quy định. Việc này thì phải chờ thêm ở phía cơ quan điều tra. Đối với vấn đề khi xử lý dứt điểm những công trình, nhà cửa xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn quận Bình Tân đang quản lý, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân thông tin dự kiến cuối tháng 3 sẽ xử lý dứt điểm. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, qua rà soát, những người dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp không có đối tượng là hộ nghèo, tuy nhiên cũng có trường hợp kinh tế khó khăn. Quận đã trao đổi cởi mở với người dân và sẽ xem xét hỗ trợ nếu người dân có yêu cầu, có người dân muốn ở lại cho đến khi hoàn thành dự án. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cũng thừa nhận những căn nhà trái phép được xây dựng tại phường Tân Tạo trong khoảng từ năm 2016 đến năm 2020. Nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên là do trách nhiệm quản lý địa bàn có sự buông lỏng, thiếu cương quyết trong vấn đề xử lý sai phạm. Trước đó, như tin đã đưa, tại quận Bình Tân có hàng trăm căn nhà xây trái phép trên địa bàn phường Tân Tạo. Cụ thể, tại phường Tân Tạo có 150 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp phải tháo dỡ. Trong đó, tại đường Hồ Văn Long có 2 khu nhà xây trái phép với gần 40 căn. Tại tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo có khu nhà xây trái phép 27 căn. Bên cạnh đó còn nhiều nhà xây trái phép khác rải rác trên địa bàn quận. Trong phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 2 tháng kể từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, từ cuối năm 2011, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được mời làm cố vấn hợp nhất 3 ngân hàng là Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất thành ngân hàng SCB. Quá trình này, bà Lan nhờ người đứng tên để sở hữu phần lớn cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất. Sau khi hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bà Lan chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần 5% cổ phần. Còn lại, bà nhờ nhiều cá nhân, pháp nhân trong, ngoài nước đứng tên và luôn duy trì mức sở hữu trên 91,5% cổ phần của SCB, từ đó nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của nhà băng này, trong đó có hoạt động cho vay, dù không giữ chức vụ gì. Về mặt pháp lý, SCB và các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát hạch toán tài chính kế toán, khai báo thuế độc lập, nhưng bản chất các pháp nhân này được bà Lan thành lập mới hoặc mua lại cổ phần, vốn góp rồi chỉ định người thân quen hoặc thuê người khác đứng tên hộ. Vì vậy, các pháp nhân này đều thuộc sở hữu và chịu sự điều hành của bà Trương Mỹ Lan. Thực hiện kế hoạch của mình, bà Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn những người thân tín có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nắm giữ các vị trí chủ chốt tại SCB. Những người này được bà trả lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng, tặng thưởng tiền, cổ phần dịp lễ, Tết để dễ bề chi phối. Để rút tiền, bà Lan đã chỉ đạo nhóm cấp dưới chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát thành lập các công ty ma,
thuê hoặc nhờ các cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, ký hợp đồng hợp thức hóa hồ sơ vay khống. Ngoài việc tạo lập các công ty ma, đứng tên hồ sơ vay khống, bà Lan còn chỉ đạo những người được giao quản lý các công ty có hoạt động kinh doanh thực tế. Trong đó có cháu ruột của mình là Trương Huệ Vân và chồng là Chu Lập Cơ, ký hồ sơ lập phương án vay vốn khống. Bà Lan còn chỉ đạo cấp dưới móc nối với loạt công ty thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên hàng chục lần, hoặc đưa vào các tài sản không đủ tính pháp lý, không đăng ký giao dịch đảm bảo, để dễ dàng lấy các tài sản có giá trị lớn ra và thay thế bằng các tài sản khác thấp hơn. Hầu hết các khoản vay của bà Lan và Vạn Thịnh Phát đều được giải ngân trước rồi hợp thức hóa hồ sơ sau, trong đó có nhiều khoản không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại SCB. Đến năm 2022, bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng, trong đó 483.000 tỷ đồng là dư nợ gốc, 193.000 tỷ đồng là tiền lãi. Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai trước thời điểm hợp nhất ba ngân hàng là Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất, bị cáo không còn là cổ đông của nhà băng nào. Do các ngân hàng này đều trong tình trạng yếu kém, bà được ngân hàng nhà nước, mà cụ thể là ông Trần Minh Tuấn, phó thống đốc gặp, mời tham gia làm cố vấn hợp nhất ba nhà băng, bởi lúc đó bà và Vạn Thịnh Phát có tài sản, có thể đưa vào cho ngân hàng mượn để làm tài sản đảm bảo đi vay ngân hàng nhà nước hoặc vay liên ngân hàng nhằm đảm bảo thanh khoản, tránh vỡ nợ. Bà Lan nhận lời làm cố vấn cho ban hợp nhất ba ngân hàng trên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB nên đã mua gom cổ phần từ rất nhiều cổ đông cũ và trở thành cổ đông bắt buộc. Đồng thời, bà đã cho Ngân hàng Đệ Nhất mượn tòa nhà khách sạn 5 sao Windsor, sở hữu của công ty cổ phần đầu tư An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm tài sản đảm bảo, vay hơn 15.000 tỷ đồng của ngân hàng nhà nước để đảm bảo tính thanh khoản khi hợp nhất ba ngân hàng. Từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đối với 86 bị cáo. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xét xử về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ở vụ án này, bà Trương Mỹ Lan có hai người thân trở thành bị cáo là ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân là cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan. Cáo trạng xác định, hai người này làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan dẫn đến các hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt lớn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay. Cụ thể, ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính, chủ tịch hội đồng quản trị, giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Năm 2012, Trương Mỹ Lan đã trao đổi thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản ở Times Square để đảm bảo cho các khoản vay. Theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp tài sản nhằm bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Tiếp đó, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay theo đề nghị của bà Trương Mỹ Lan. Ông Cơ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan. Qua trao đổi với vợ, ông Chu Lập Cơ được đề nghị lấy tài sản của dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Ông Chu Lập Cơ đã đồng ý, thống nhất với vợ để ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của công ty Times Square, chấp thuận thế chấp và gia hạn thế chấp cho các khoản vay do bà Lan đề nghị tại SCB. Bị cáo nhận thức rõ, việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại ngân hàng SCB. Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bà Trương Mỹ Lan.
Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay với tổng dư nợ là 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ với giá trị của tài sản đảm bảo khoảng 30.000 tỷ đồng, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB vừa có thông báo chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa chi nhánh Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã đóng cửa loạt phòng giao dịch hồi đầu năm. Theo đó, phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa chi nhánh Bến Thành có địa chỉ tại số 225 bis đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã chấm dứt hoạt động giải thể từ ngày 23 tháng 2. Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa là phòng giao dịch thứ 6 bị đóng cửa trong năm 2024 của SCB. SCB khẳng định mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an, trước khi bị kiểm soát đặc biệt vào tháng 10 năm 2022, SCB có một hội sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Tuy nhiên, thống kê từ website của SCB cho thấy, từ khi bị kiểm soát đặc biệt đến nay, ngân hàng này đã thông báo đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch tại 9 tỉnh thành. Đến nay, SCB chỉ còn 89 điểm giao dịch trên cả nước. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa 32 phòng giao dịch, Hà Nội đóng cửa 7 phòng giao dịch, Hải Phòng đóng 1 phòng giao dịch, Nghệ An đóng 1 phòng, Bình Định đóng 1 phòng giao dịch, Đồng Nai đóng 1 phòng, Đà Nẵng đóng 5 phòng giao dịch, Gia Lai đóng 1 phòng giao dịch. Tại các tỉnh Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang đều đóng 1 phòng giao dịch. Như vậy, sau hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt, SCB đã đóng cửa hơn 1/4 số phòng giao dịch trên cả nước, trong khi vẫn giữ nguyên số chi nhánh ở mức 50. Trước đó, ngày 15 tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank để tham gia quản trị điều hành ngân hàng SCB. Trong hơn một năm bị kiểm soát đặc biệt, cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh. Trước đó, SCB từng áp dụng mức lãi suất lên tới gần 10% vào cuối năm 2022 và là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống ngân hàng ở thời điểm đó. Liên quan đến SCB, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Bà Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm bị xét xử nhiều tội danh khác nhau. Riêng bà Lan bị xét xử 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, tham ô tài sản. Bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ có 5 luật sư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt gần 100 triệu đồng với mỗi doanh nghiệp sai phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu, trong đó có 4 công ty liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát bao gồm Worldwide Capital, Wellpower, Công ty Xây dựng Kiến Hưng Thịnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunnyworld. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunnyworld bị phạt do sai phạm trong việc không báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, báo cáo tài chính bán niên năm 2023, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2023, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023. Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2023.
Công ty cũng gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu, báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên năm 2021, công bố về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNVK 201810, báo cáo tài chính năm 2021, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu mã với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua, các trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt. Với Công ty Cổ phần Wellpower, doanh nghiệp nằm trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát cũng bị xử phạt với lý do không thông báo lên HNX về báo cáo tài chính năm 2022. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022. Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022. Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu VKPCCB 212-2001. Một trường hợp khác là Công ty Cổ phần Worldwide Capital bị phạt do không công bố lên HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu VKVKCCB 222-3001 và trái phiếu VKVKCCB 222-3002. Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022. Cũng được nhắc đến trong mối liên quan với Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến Hưng vừa bị xử phạt với lỗi không công bố thông tin lên HNX về các tài liệu, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, tình hình sử dụng các nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023, báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023. Công ty cũng không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước thời hạn đối với trái phiếu KHTCB 222-3001 và trái phiếu KHTCB 222-3002. Mỗi doanh nghiệp nói trên đều bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng. Tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức. Trong chính sách tiền lương mới, phạm vi mức hệ số lương sẽ được mở rộng từ khoảng hiện tại là 1 đến 2,34 đến 10 lên thành 1 đến 2,68 đến 12. Điều này đồng nghĩa với việc mức lương cơ bản nhất của công chức, viên chức sẽ tăng đáng kể so với mức lương khởi điểm hiện nay là 3,5 triệu đồng, áp dụng cho công chức, viên chức trình độ trung cấp với hệ số lương 1,86. Mức lương khởi điểm trung bình cho công chức, viên chức cũng sẽ tăng với hệ số lương mới là 2,68, cao hơn hệ số 2,34 hiện nay. Đối với công chức, viên chức có trình độ đại học, mức lương khởi điểm trước đây với hệ số 2,34 là hơn 4,2 triệu đồng một tháng. Mức lương cao nhất dành cho công chức, viên chức ở bậc 3 của chuyên gia cao cấp, tương đương mức lương của bộ trưởng, cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ hệ số 10 lên hệ số 12. Như vậy, dự kiến mức lương cao nhất sẽ cao hơn mức 18 triệu đồng hiện nay. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương trung bình của công chức viên chức dự kiến sẽ tăng khoảng 30%. Mức tăng cụ thể cho mỗi đối tượng sẽ tùy thuộc vào vị trí công việc, hiệu quả công việc và các yếu tố liên quan. Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tại nghị quyết số 104 năm 2023 của Quốc hội khóa 15 cũng nêu ra việc nâng mức lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sẽ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công cùng một số chính sách an sinh xã hội khác liên kết với mức lương cơ sở.
Khi cải cách tiền lương được áp dụng từ ngày 1 tháng 7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương hưu là 8%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Đào Ngọc Dung lại cho rằng mức lương hưu cần tăng tối thiểu phải là 15%. Vì vậy, hiện tại vẫn chưa xác định được con số cụ thể cho tăng lương hưu kể từ ngày 1 tháng 7. Dự kiến nghị định về điều chỉnh lương hưu sẽ được trình lên Chính phủ vào tháng 5 năm 2024. Tăng lương tối thiểu vùng 6%. Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã có quyết định thông qua mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024 ở mức 6%. Mức lương mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng tùy theo từng vùng. Sau khi điều chỉnh, mức lương tối thiểu cho mỗi vùng sẽ là vùng 1 4.960.000 đồng, vùng 2 4.410.000 đồng và vùng 3 3.860.000 đồng, vùng 4 là 3.450.000 đồng. Trước khi điều chỉnh, mức lương tối thiểu vùng dao động từ 3.250.000 đồng đến 4.680.000 đồng. Ngoài ra, mức lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng 6% kể từ ngày 1 tháng 7, với mức lương mới như sau. Vùng 1 tăng lên 23.800 đồng một giờ, vùng 2 là 21.200 đồng, vùng 3 là 18.600 đồng và vùng 4 là 16.600 đồng một giờ. Sau khi thực hiện cải cách tiền lương, 3 loại tiền lương quan trọng sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 bao gồm lương cán bộ, công chức, viên chức tăng hơn 32%, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng chưa rõ, lương tối thiểu vùng tăng 6%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.